nhưng mới thành lập với một sứ mệnh, sẽ trở thành một nền tảng có thể kết nối tất cả các bạn đến các mạng xã hội mà chúng tôi đang khai thác. Và sau đây là một vài thông tin về mô hình kinh tế chia sẻ hết sức thông minh này. Và đầu tiên thì tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện khởi nguồn của ý tưởng đặc biệt này. Và cách đây 3 năm, tôi có một chuyến công tác đến Đại Lục, và đó là một vùng đất hết sức phát triển. Có trên một chuyến tàu, tôi đã gặp một cô gái, và sau đó cô ấy đã nhờ tôi like hộ một bức hình mà cô ấy vừa đăng tải trên WeChat. Lúc đó tôi đã tự nghĩ, tại sao điều đó lại quan trọng với cô ấy như thế? Lúc đó tôi đã chẳng nghĩ gì nhiều, cho đến khi tôi trải qua 2 năm làm việc tại Tencent, một tập đoàn hàng đầu về công nghệ Trung Quốc, và chính điều đó đã thôi thúc tôi quyết định thành lập công ty IG Star. IG Star là một tổ chức được sinh ra để phục vụ ngách sang deal trên các nền tảng mạng xã hội. Và cụ thể hơn, đó là IG Star được sinh ra với một tầm nhìn sẽ trở thành một nơi cung cấp lượng view lớn nhất cho tất cả những người nổi tiếng trên tất cả các nền tảng mà đối tác đang cần. Instagram là mạng xã hội đầu tiên để chúng tôi bắt đầu chiến dịch vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Và chính vì thế nên công ty đã lấy tên IG Star. Với nền tảng này sẽ mang lại các lợi nhuận vô cùng lớn cho cả hai phía. Và hiện tại trọng tâm của chúng tôi chính là ở Đông Nam Á, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Nào, hãy cùng chúng tôi khai thác tài nguyên mạng xã hội vô hạn từ mô hình hết sức độc đáo này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại trụ sở của IG Star tại Hồng Kông. Xin chào và hẹn gặp lại.